Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ma túy gây ra những tác hại rất nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người và đời sống xã hội. Hiện nay thì ma túy tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể là dạng bột hoặc có hình dạng như viên kẹo, viên thuốc trong các dạng đồ uống có mùi vị như là nước hoa quả. Vỏ bọc ma túy ngày càng tinh vi hơn và càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đời sống xã hội. Vì vậy mà công tác phòng chống ma túy cũng như việc triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển ma túy được các lực lượng chức năng tập trung thực hiện. Thế nhưng sẽ thế nào nếu phát sinh trường hợp có cán bộ công an, những người có trách nhiệm nêu gương, những người thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội lại tham gia tổ chức sử dụng chất cấm và thậm chí còn dương tính với ma túy? Mới đây, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đã thực hiện quy trình tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an tham gia bữa tiệc ma túy và dương tính với chất cấm vừa bị phát hiện. Vậy toàn bộ sự việc này như thế nào? Hai nữ công an này đã bị xử lý ra sao đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình? Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Công an thành phố Hải Phòng cho biết vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại căn nhà ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy và bắt giữ 12 đối tượng, gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 đối tượng dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tang vật có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng cũng tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm NTTH sinh năm 1986, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, BTNB sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và VHC sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Cả 3 đối tượng này đều bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đối với đối tượng BTNB là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng. Ngoài ra còn một nữ công an khác là VA cũng tham gia buổi bay lắc này. Đối tượng VA đang công tác tại đội hình sự kinh tế ma túy Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Hiện cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định. Với hai đối tượng là BTNB và VA, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân vì đã tham gia bữa tiệc ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và dương tính với chất cấm nguy hiểm này. Để hiểu rõ hơn sự việc này dưới góc độ pháp lý, chúng tôi đã liên hệ với luật sư Nguyễn Danh Huế, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để cùng lắng nghe những chia sẻ từ ông. Xin mời trường quay kết nối ạ. Thưa luật sư, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Vâng, cái hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đó là một cái hành vi vi phạm pháp luật. Và cái hành vi này thì nó được quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Đó là cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thì chúng ta đều biết ấy, là những cái tội danh về ma túy thì ở trong Bộ luật hình sự là có là những cái tội danh mà có những khung hình phạt có thể nói là rất nặng. Bởi vì ma túy nó là cái nguyên nhân gây ra rất nhiều những cái hệ lụy xấu cho xã hội, nó làm ảnh hưởng đến cái thể chất, đến cái sự phát triển của con người và nó làm mất trật tự an toàn xã hội. Thì chính vì thế nên cái khung hình phạt đối với tội phạm về ma túy rất cao. Thì theo quy định của Bộ luật hình sự tại điều 255 thì những người mà vi phạm cái tội sử dụng trái phép chất ma túy thì có một cái khung hình phạt ở cái mức khởi điểm khoản 1 có thể đối mặt với 2 năm tù. Cái mức cao nhất thì có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân. Vâng, thưa luật sư, còn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử phạt ra sao ạ? Hiện nay thì Bộ luật hình sự chưa có một cái quy định là xử phạt hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người mà sử dụng trái phép chất ma túy. Đấy thì những người hiện nay, những người sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý về mặt hành chính theo quy định tại khoản 1 điều 23 của cái nghị định 144 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Thì cái mức mà xử phạt hiện nay đó là có thể phạt cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 1 triệu đồng cho đến 2 triệu đồng đối với những người có hành vi mà sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, những người có cái hành vi như là tàng trữ, như là vận chuyển, như là mua bán trái phép chất ma túy
nhưng mà chưa đến mức bị xử lý hình sự thì cũng có thể bị xử lý về lĩnh vực hành chính với cái hành vi tương đương. Đấy, thì hiện nay thì cái người sử dụng trái phép chất ma túy chưa bị coi là vi phạm pháp luật hình sự. Trong sự việc này có hai cán bộ công an tại Hải Phòng dương tính với ma túy và đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Vậy với hành vi trên thì hai đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt như thế nào thưa luật sư? Theo thông tin tôi được biết thì trong cái vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng mới đưa được các cơ quan chức năng phát hiện mới đây thì có hai người, hai nữ là cán bộ công an. Thì tôi cho rằng đây là những hành vi có thể nói rất là đáng lên án. Những cái người mà bình thường mà tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là sử dụng ma túy thôi thì cũng đã là những hành vi đáng bị lên án rồi. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này đây là những cái chiến sĩ công an nhân dân, những cái người có thể nói là phải đi đầu trong cái nêu gương về gìn giữ trật tự an toàn xã hội, phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật. Và cái chức năng của những người chiến sĩ công an nhân dân là bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cái cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng mà những người này lại không ý thức được cái vị trí, cái vai trò, cái trách nhiệm nêu gương của mình mà lại có cái hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thì tôi cho rằng đây là những cái hành vi rất đáng lên án. Bên Bộ Công an cũng đã chỉ đạo rất là sát sao và quyết liệt và xử lý thật nghiêm minh và đã có những cái bước đi đầu tiên. Đó là Công an thành phố Hải Phòng cũng đã làm các cái thủ tục để tước cái danh hiệu công an nhân dân của hai cái người này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc xử lý hình sự thì chắc chắn sẽ phải những cái người này sẽ phải chịu cái trách nhiệm hình sự. Thì theo quy định như tôi đã nói ở cái phần đầu thì cái trách nhiệm hình sự thì những cái người mà sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp này thì sẽ phải đối mặt với cái mức án rất là nghiêm khắc. Thì tùy theo cái tính chất, cái mức độ, cái vai trò ở trong cái vụ án thì có thể phải đối mặt với khung hình phạt khác nhau. Thì cái mức hình phạt thấp nhất là 2 năm tù và mức hình phạt cao nhất có thể lên đối mặt là có thể là phải đối mặt với mức án tù chung thân. Cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Danh Huế. Thưa quý vị, ma túy là chất gây nghiện, gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người và cả xã hội. Đối với các hành vi có liên quan đến chất cấm này, khung xử phạt theo các luật hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam rất nghiêm khắc. Mỗi chúng ta cần ý thức được sự nguy hiểm của ma túy và tránh xa chất cấm này. Tuyệt đối không sử dụng ma túy dưới mọi hình thức và cần trình báo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi mua bán hay sử dụng ma túy. Còn đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong bữa tiệc ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Giá vé máy bay dịp lễ 30 tháng 4 này đang cao chót vót, nhất là trên các chặng đường bay có nhu cầu đi lại cao về du lịch. Đơn cử như chặng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chiều đi ngày 27 tháng 4, chiều về ngày 1 tháng 5, giá vé máy bay khứ hồi của Viettravel Airlines có mức giá từ 4,2 triệu đồng một khách, Bamboo từ khoảng 4,6 triệu đồng một khách và Vietjet từ khoảng 4,8 triệu đồng. Vietnam Airlines giá phổ thông linh hoạt từ 5 triệu đồng, trong khi giá hạng thương gia lên tới sấp xỉ 9 triệu đồng. Website của nhiều hãng cũng hiển thị số chỗ không còn nhiều, thậm chí một số khung giờ chỉ còn vài chỗ. Các mức giá vé thay đổi theo khung giờ và thời điểm khách đặt chỗ. Nếu chọn giờ bay đẹp hơn, giá vé sẽ cao hơn. Thông tin có thể được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thu hút sự quan tâm của nhiều người và cũng khiến lượt tìm kiếm đặt vé máy bay cho kỳ nghỉ lễ tăng cao. Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh này có 554 ca mắc bệnh sốt xuất huyết mới, tăng 92 ca so với cùng kỳ. Cùng với số ca mắc cao, ngành y tế cũng đã phát hiện 173 ổ dịch sốt xuất huyết và đã tổ chức xử lý kịp thời bằng phương pháp phun hóa chất và diệt lăng quăng theo đúng quy định của Bộ Y tế, không để bùng phát thành dịch lớn. Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nâng cao hiệu quả điều trị để giảm nguy cơ tử vong do bệnh sốt xuất huyết, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện, có mới và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất, xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.